Xin cảm ơn Vân Khánh, quả là những câu hát rất là buồn, mang mát, rất là Huế phải không ạ? Và thưa cô Mỹ Liêm, cô có thể cho biết cụ thể hơn một chút xíu về những cái bài bản mà phổ biến ở trong ca Huế, nó sẽ như thế nào để nó mang nét đặc trưng của ca Huế ạ? Xin thưa quý vị khán thính giả, ban đầu đó là những bài bản của cung đình, phần của tiểu nhạc, và khi đưa vào hình thức tính phòng thì những bài bản là trở thành những cái bài hát, những cái bài ca Huế. Những nghệ sĩ bắt đầu đặt lời vào cho ca Huế và họ phân biệt là có điệu Nam, điệu Bắc nói chung. Rồi với cái sự tiếp thu càng ngày càng nhiều thì những cái bài của điệu Bắc sẽ có thêm những cái bài của nhạc lễ. Thí dụ như là mình thấy trước đây Long Ngâm là một cái bài mà đã có tên từ đời nhà Lê, đời nhà Lý, thì đã là một cái tác phẩm rất là lớn trong đại nhạc, thì bây giờ cũng bắt đầu xuất hiện trong những bài bản điệu Bắc của ca Huế. Vân Khánh ơi, có phải là điệu Bắc có phải là người dân nghệ sĩ trong giới mình gọi là hơi khách? Hơi khách ạ. Dạ vâng, mình có thể minh họa một cái câu ngắn thôi. Một câu ngắn của hơi Nam thì như thế nào, còn hơi khách thì như thế nào ạ? Bây giờ Vân Khánh xin minh họa một cái bài cổ bản, đó là cái hơi khách mà trong qua Huế gọi là hơi Bắc đấy. Đâu nước non tươi đẹp bằng chốn kinh thành của Huế mình. Đó là hơi Bắc. Còn cái hơi mà hồi nãy em hát bài Nam Bình thì là hơi gì? Nam Bình là hơi Nam mà hay còn gọi là hơi Ai. Như vậy thì hơi Bắc thì nếu mà Quỳnh Hương không lầm thì hơi Bắc nó vui hơn hay là sao? Cái âm nhạc nghe nó có nó tươi mới hơn, tức là nó rộn ràng hơn cái hơi Nam, tức là nghe nó ai oán một chút xíu. Hơi Nam thì rất là buồn, hơi Bắc thì vui vẻ tươi hơn một chút xíu. Hồi nãy mới biểu diễn có hơi Bắc với hơi Nam thôi, còn hơi Dựng nữa. Vậy thì chắc là hơi Dựng cũng rất là đặc trưng ở trong ca Huế. Khánh có thể biểu diễn thử coi, là để cho quý vị khán giả phân biệt coi Dựng, hơi Dựng nó khác hơi Bắc, khác hơi khách, khác hơi Nam như thế nào. Thì hơi khách thì nó hơi vui tươi hơn một tí, còn hơi Nam thì nó hơi ai oán và buồn, còn cái hơi Dừng thì nó nằm lấp lửng ở giữa, không vui cũng không buồn. Như hồi nãy thì Khánh có minh họa cái bài cổ bản là hơi khách, thì bây giờ cùng với cái bài cổ bản đó, Khánh là lại cái hơi qua là hơi Dừng. Đâu nước non tươi đẹp bằng chốn quê mình giữa kinh thành. Tức là nó lại lấp lửng, không vui cũng không buồn. Không vui cũng không buồn. Nó gọi là hơi Giận. Bên cạnh những cái cơ cấu đã có mặt từ truyền đời như thế này với một cái định hình của ca Huế, thì nội dung của ca Huế phần sau lại còn du nhập thêm những cái nội dung là những cái thể loại âm nhạc khác của dân ca, ví dụ như những cái liệu lý, điệu hò. Mà ngay bây giờ đây thì nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh sẽ cùng với ban nhạc ca Huế sẽ biểu diễn đến quý vị một liên khúc, đó là Lý Chiều Chiều và Lý Ngựa Ô Huế. Hai bài rất là quen thuộc phải không ạ? Chúng ta cùng thưởng thức. Giấc bằng giấc
chi rửa nói đất mềm tình đau không đau ơi hỡi đất mềm tình đau không đau bạc bồ lục lạc đông đến bồ